xin kính chào tất cả các cô các chú các bác anh chị bạn bè cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh Nga võ Illinois trong cái video này mình kính xin chia sẻ với mọi người một cái tin cũng rất là vui đó là cái cách để mà liên lạc với um, sở lao động Illinois tại vì bây giờ là mọi người nếu như mà có câu hỏi gì mà liên lạc trực tiếp với uh, Illinois thì um, cái cuộc gọi nó rất là là đông cho nên nó rất là nhiều cho nên là nhiều khi gọi vào là máy không có có thông hoặc là sau khi mà những cái tin tự động nói chuyện xong là cái cuộc gọi nó tự động cắt giống như là giống như mình ở hôm nay mình đi làm rồi xong giờ trưa mình cũng tranh thủ mình gọi dùm cho cái chú kia thì mình gọi ba lần thì gọi thì thông đó nhưng mà sau khi mà trả lời những cái cái câu hỏi này kia xong rồi là ta nói là cuộc gọi là rất là là đông cho nên nó là tự động là người ta cấp nhưng mà cũng vì thế mà có một cái duyên cho nên là mình làm cái video này mình kính xin mọi người gửi đến mọi người hy vọng là giúp được mọi người trong cái lúc này đó là sau khi mà gần tới giờ về á, thì mình nhận được một cái điện thoại mà mình thấy cái số lạ mình không có nhanh nhắc máy và sau đó thì người ta đã liên lạc được với mình đó là người ta đã biết mình đã gọi vào trong cái sở lao động và cũng có cơ duyên là trước đây người mình đã liên lạc với người ta và mình bị mình biết người ta cho nên là người ta nói mình cũng nói là một số người việt cần sự giúp đỡ là về những cái câu hỏi thắc mắc về cái đơn mà người ta đã nộp trên cái sở lao động thì nhưng mà người ta gọi là rất là không gọi không có thông cho nên là mình nhờ người ta giúp đỡ bây giờ là như thế này là mình cũng vừa tại vì mình không biết làm sao để mà nhận được cái thông tin của mọi người nếu như mà ai cần gọi do sở lao động thì mình cần được nè là cái tên của người gọi cái tên của cái người đứng đơn và cái số điện thoại đó là hai cái thứ mình cần nhưng mà trên youtube thì mọi người có khi mà mình đem mình sẽ bỏ cái video này lên và bên phần dưới thì mọi người nào cần giúp đỡ là cần gọi vào sở lao động thì mọi người để lại cái lời nhắn bên dưới đồng thời mình cũng vừa tạo một cái trang facebook để mà mọi người có thể là kết nối giữa cái cái youtube cái nha võ illinois với lặng cái facebook mình vừa tạo rồi mọi người vào trong đó mọi người nhắn tin vào trong cái inbox là cái số điện thoại và cái tên và cái câu hỏi mọi người cần cần giúp đỡ thì sau đó mình gom lại mình sẽ liên lạc với sở lao động để mà sau đó sở lao động biết được cái thông tin của mọi người thì sở lao động sẽ gọi trực tiếp lại cho uh, cho các bạn nhưng mà với điều kiện là trước đó là các bạn tối thiểu là các bạn phải gọi vào cái số điện thoại của uh, sở lao động ha mình sẽ để cái số điện thoại trong cái um, trong cái video này để mọi người gọi vào đó và sau đó thì mọi người nhắn tin vào trong cái video này cho mình ở phía cái phần bình luận đó để cho mình biết là bạn cần sự giúp đỡ. Sau đó thì mình cũng có một cái đường dẫn tới cái Facebook mà mình mới tạo ra mới tức thì đây. Tại tối hôm nay mình mới tạo hôm nay thôi để mục đích là giúp giúp đỡ mọi người là bằng cách là mọi người cần giúp đỡ thì mình cứ vào cái Facebook đó và nhắn tin vào trong cái inbox của mình là một lần nữa là cái tên của các cái tên của người cần giúp đỡ nè rồi cái số điện thoại để mà sở lao động gọi lại cho bạn và cái câu hỏi mà bạn cần hỏi đó là ba cái ba cái tin ha là ba cái điều mình cần và mình sẽ sẽ chỉ dẫn ngắn gọn sau đây và mình sẽ đưa cái video này lên để mọi người xem và hy vọng là sẽ giúp đích được mọi người trong lúc này thì mình rất là hiểu là khi mà mọi người lập đơn thì mọi người rất là muốn biết được cái tình hình cái đơn mình nó như thế nào mà nếu như mà gửi mail đi thì cũng không có biết là là cũng phải chờ đợi nữa cũng không biết là người ta có nhận được chưa rồi khi nào là người ta cập nhật cái thông tin của mình cho nên là bằng cách gọi gọi điện gọi điện thì nói chuyện với trực tiếp với người ta mà các bạn phải là available phải là À, sẵn sàng là khi mà sở lao động gọi lại thì các bạn phải trả lời điện thoại tại vì á, là người ta rất là bận cho nên là đây là cái cách mà mình nghĩ là mình có thể là giúp mọi người cho nên là rất là rất là quý cho nên mình nghe mình được cái thông tin này mình rất là vui đây là một cái cơ duyên mà mình cũng à, nhận được cái sự giúp đỡ người ta thì mình cũng chia sẻ cái thông tin đó đến mọi người rồi à, xong rồi mọi người à, có câu hỏi gì thì cứ để lại lời nhắn đó ha bây giờ là mình sẽ à, post cái cái video này lên để cho mọi người nè. À, cần giúp đỡ thì cứ để lại lời nhắn rồi mình sẽ liên lạc với sở lao động và sở lao động sẽ liên lạc với các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Dạ tại vì là một số người đã cho mình biết là khi gọi vào sở lao động Illinois (EDIS) vào lúc này thì không có gọi thông số điện thoại là lúc nào cũng bận. Cho nên là mình rất là hiểu điều này Và sau khi mà mọi người gọi vào cái số 800 244 5631 tối thiểu là mọi người gọi một lần và không có thông Mà nếu như mà mọi người gọi được sự giúp đỡ của EDS thì rất là tốt Còn nếu như mà sau khi mà không có liên lạc được thì bạn cần làm những bước như sau để mình biết mình có thể là giúp đỡ các bạn trong lúc này để lại câu hỏi của bạn dưới cái video này để mình biết là bạn cần sự giúp đỡ nhưng mà các bạn đừng có cung cấp bất cứ cái thông tin cá nhân nào của các bạn giống như số điện thoại email của các bạn này kia bạn không có để lại ha nhưng mà các bạn để lại ok là các bạn cần sự giúp đỡ gì và mình cũng như mình vừa nói là mình cũng vừa tạo được cái trang facebook nga võ illinois mình chỉ là để lên tạo lên mình không chưa có để chưa có thời gian để mà để cái điện cái hình ảnh gì hết trơn nhưng mà mình để ở trên đó tin nhắn là tạo ra để mà kết nối với các bạn từ trong cái kênh youtube để mà các bạn có để mà mình có thể giúp đỡ các bạn trong lúc này và trên cái đường dẫn đó thì mình có để sẵn dưới cái video này các bạn nhấn vào đó và sau khi nhấn vào thì các bạn kết nối với mình và sau khi kết nối với mình thì các bạn nhắn tin vào trong cái hộp thư của mình nhớ là nhắn tin chứ không có để công khai ha nhắn tin vào trong cái hộp thư rồi là tên của bạn nè số điện thoại của bạn và câu hỏi của bạn mà các bạn cần hỏi ở cho sở lao động cần giúp đỡ ở sở lao động thì các bạn nhắn nhắn lại và mình sẽ xem lại và mình sẽ ghi xuống và mình sẽ liên lạc với người ở EDS. EDS thì vì à, à, cũng có cũng là có cái duyên mình à, mình gọi mình mình gọi cho nhờ gọi cho một cái chú kia rồi xong rồi cái mình gọi nhiều vài lần thì không có được rồi người ta liên lạc với vậy mình cho nên mình cũng có trình bày à, như phần vừa rồi đó thì à, mọi người Việt Nam cộng đồng Việt Nam cần sự giúp đỡ cho nên là mọi người họ sẵn lòng nhưng mà họ sẽ gọi lại cho các bạn nhưng mà họ không có biết là bất cứ là giờ nào nha cho nên là các bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội người khi khi mà người ta gọi lại thì các bạn nhớ cố gắng là nhắc máy. Bây giờ là mình sẽ gửi cái mình sẽ upload cái video này để lên chia sẻ với mọi người và chúc mọi người may mắn mình sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người và một điều nữa mình muốn lưu ý muốn các bạn cũng thông cảm cho mình là mình cũng đi làm mình đi làm cho nên là chỉ giờ trưa mình tranh thủ mình kiểm tra và tối về thì mình cũng sẽ cố, cố gắng và mình sẽ trả lời với um, trả lời những cái tin nhắn hoặc là bất cứ câu hỏi nào của các bạn thì mình tối mình có thời gian nhiều hơn và nhưng mà hơi thức khuya chút nhưng mà không sao mình sẽ rất là quan hệ giúp đỡ được mọi người trong cái lúc này cho nên mọi người chỉ thông cảm cho mình là ban ngày á là mình cũng phải đi làm á dạ ok như vậy là cảm ơn mọi người và chúc mọi người may mắn giữ gìn sức khỏe xin hẹn mọi người trong những cái video kế tiếp